Hello tất cả mọi người nha. Địch live stream lại lên. Hàng sẽ live thứ 3, thứ 5, thứ 7. Hôm nay là thứ 3 đúng không? Chào tất cả chị em nha. Hôm nay Hàng sẽ xả quần áo rất là nhiều mẫu, giá cực kỳ hot luôn. Chị em vào live stream đông đông một chút, mình sẽ chơi mini game sau đó thì Hàng xả đồ nha. Chào Tây Lê nha. Hôm nay xả rất là nhiều mẫu đẹp luôn. Hello tình yêu nha, tình yêu chia sẻ like giúp em nha, để chúng ta bắt đầu chơi game trước khi xả quần áo nha. Chào tất cả mọi người. Anh tí son cho nó xinh gái chút nha. Anh ơi, bảo cho em ít nhạc không cho à? Đang mở. Đang, từ nãy giờ vẫn chưa mở. Các tình yêu chia sẻ live stream giúp em nha. Hôm nay em sẽ tặng túi nhá. Tặng một phần quà đầu tiên là một chiếc túi cực kỳ xinh luôn. Hãy là người may mắn đầu tiên sở hữu chiếc túi này nha. Rất là đẹp luôn này. Đấy, rất là đẹp luôn. Em tặng nha, túi này để em tặng cho các tình yêu nha. Nhanh chóng chia sẻ đi. Hôm nay sẽ đoán series tờ tiền nha. Lên mốc 30 chúng ta bắt đầu comment nha. Mốc 30 em bắt đầu comment nha. Nhanh chóng lên đi ạ, chia sẻ nhanh chóng lên mốc đi ạ. Anh chọn cái nhạc nào hay hay một chút. Kiếp nhạc gì mở tí tắt, mở tí tắt. Nhanh chóng đi ạ, các bạn đang xem live stream của Hàng hãy comment cho Hàng thấy các bạn đi ạ. Hãy comment tương tác với Hàng, nếu không lát nữa sẽ bị ẩn comment là rất là thiệt thòi cho các bạn nha. Đấy, cứ thế, chán lắm. Đang lên lại đứt dây đàn, chán lắm. Nhanh chóng lên đi ạ, chia sẻ lên mốc đi các bạn ơi. Tặng túi nhá. Tặng túi cực kỳ xinh luôn nha, cực kỳ xinh luôn nha. Dây điều chỉnh được nha các bạn nha. Đây điều chỉnh được rất là xinh xắn luôn ạ. Tặng mốc quà đầu tiên ạ. 30 người chúng ta bắt đầu tặng mốc đầu tiên nha. 30 người chúng ta tặng mốc đầu tiên nha. Dây này tùy chỉnh được nha các bạn nha. Cực kỳ xinh xắn luôn. Các bạn hãy chia sẻ like giúp Hàng nha. Bước 1 chia sẻ like. Bước 2 là comment. Bước 2 là kết bạn và theo dõi Hàng nha. Ai mà bạn bè rồi thì có thể bỏ qua bước này nha. Chào Kiều Trinh, em chào chị Hải Yến, hôm nào em like cũng gọi ủng hộ em. Đây ạ, túi cực kỳ xinh nhá, cực kỳ xinh luôn, tặng nhá. Phần quà cho bạn nào ở mốc đầu tiên 30 người, chúng ta sẽ đoán series tờ tiền nhá. Đoán series tiền nhá các bạn nhá, tình yêu nhá, lên mốc 30 đi ạ. Nhanh chóng lên mốc 30 đi ạ. Các đi yêu, em có nghe rõ em nói không ạ? Bạn nào đang xem live của em thì hãy comment cho em một dấu chấm để em thấy các bạn nhá, thấy các tình yêu nhá. 30 người em bắt đầu chơi mốc đầu tiên nha. 30 người chúng ta bắt đầu chơi mốc đầu tiên là một chiếc túi sách cực kỳ xinh nha. Một suất cà đầu tiên là một chiếc túi sách cực kỳ xinh nha. Em sẽ tặng liên tiếp luôn, tặng liên tiếp luôn, nên các bạn đừng rời khỏi like mà hãy tiếp tục chia sẻ đi ạ. Tiếp tục chia sẻ càng nhiều càng tốt nha. Hãy chia sẻ ở chế độ công khai nha. Hãy chia sẻ ở chế độ công khai nha các bạn nha. Nếu không chia sẻ ở chế độ công khai là sẽ không được quà đâu ạ. Tình yêu nào không chia sẻ sẽ không được quà đâu nha. Hãy chia sẻ mạnh tay lên ạ. Rất là nhiều suất quà luôn, rất là nhiều suất quà luôn. Em cảm ơn chị Hứa đi, em thấy chị Hứa đẹp rồi. Chào Thanh Trần nha, chào Tường Vi nha. Hello Tường Vi. Túi xinh quá tặng nha. Cái túi này không bán mà để tặng nha. Tặng mini game cho tình yêu nha. Nhanh chóng lên mốc 30 đi ạ, nhanh chóng lên mốc 30 chúng ta bắt đầu chơi mini game nha. Lên mốc đi nào các tình yêu ơi. Cái nhạc này không hay anh ạ. Nhanh chóng chia sẻ đi ạ. Nhanh chóng chia sẻ lên mốc đi ạ. Hôm nay em sẽ xả rất là nhiều đồ, rất là nhiều váy áo, rất là xinh luôn. Hôm nay giá xả luôn nhá. Hôm nay giá xả luôn nhá. Trước kia xả đồ thì em sẽ chơi mini game một chút để đông thành viên một chút tham gia nhá. 30 người em bắt đầu tặng túi nha. Chúng ta sẽ chơi cái luật chơi gọi là đoán series tờ tiền nha. Bạn nào nhanh và chính xác nhất chỉ cần 2 số thôi. Cực kỳ dễ chơi, dễ trúng luôn. Chỉ cần 2 số cuối thôi nha. Nhanh, chính xác nhất thì bạn đó sẽ trúng một chiếc túi màu đen cực kỳ xinh luôn. Có tai sách nha. Dây tùy chỉnh ok. Nhạc chán quá đúng không mọi người? Nghe nhạc chán đời.
Lên mốc đi ạ, lên mốc ạ, lên mốc đi ạ, 30 người nha, 30 người chúng ta bắt đầu nha. Xin chào vì anh là gió. Xin chào mọi người, chào em đi ạ. Cảm ơn Tường Vi, cảm ơn Tường Vi. Chào Thu Hồng nha. Chào Thu Hồng nha, chào Lanh Huy nha. Chào tất cả mọi người. Nhanh chóng ạ, nhanh chóng vào game của em, lên mốc 30 để chúng ta có thể chơi game một cách nhanh nhất. Nhanh chóng, nhanh chóng, nhanh chóng. Chào Thủy Tròn nha. Chào Xoáy Muội nha. Mốc đầu tiên em sẽ tặng một túi nha. Lên 30 người đi, chúng ta bắt đầu chơi game nha. Lên 30 người đi ạ. Anh ơi, nhạc này chẳng hay gì cả. Anh nghe thấy cái đứa nó hát chán rồi. Nhanh chóng chia sẻ đi ạ. Chào Thùy Dung nhá. Nhanh chóng chia sẻ đi ạ. Chia sẻ về Tường chế độ công khai và chia sẻ với các nhóm chợ nhá. Để chúng ta nhận quà nhá. Để chúng ta nhận rất là nhiều phần quà luôn. Mốc đầu tiên em sẽ tặng một túi sách nhá. Túi này không bán mà chỉ để tặng thôi ạ. Có màu đen và màu đỏ nhá. Có đen và đỏ luôn. Mốc đầu tiên em sẽ tặng một chiếc túi sách màu màu đen. Hải Minh 222. Ok, chào Hải Minh. Chào Hải Minh nha. Chào tất cả các tình yêu. Anh ơi. Ơi. Anh đâu rồi? Đấy. Bà đổi cho em cái nhạc khác đi, chán quá. Cái đứa hát như là cắn vào tai mà. Chào Mai Hương nhá. Chào Mai Hương nhá. Hello tất cả mọi người. Rồi, mọi người vào thì hãy chào em một tiếng nha. Mọi người vào like của em, hãy chào em một tiếng cho em thấy mọi người nha. 30 người chúng ta bắt đầu chơi game nha. 30 người chúng ta bắt đầu game nha. Chào Ski Lê. Chào Nguyễn Liên. Chào Nguyễn Liên nha. Đồ kìa ông âm thanh ánh sáng này, ông điều chỉnh nhạc chán đời quá. Nhạc hôm nay làm sao ấy, mất hết cả hứng. Là vui vui và cho chị em chơi game nó vui vui chứ đấy. Chào Linh Khánh nhá, chào chị Hoàng Yến nhá, lên mốc 30 đi ạ. Mốc 30 chúng ta bắt đầu chơi nhá. Hôm nay thể lại chơi cực kỳ dễ, chỉ cần đoán hai số series tờ tiền bất kỳ thôi. Trong những tờ tiền ở đây hàng sẽ giúp lấy một số nhá. Điện thoại của anh kìa. Nhanh chóng lên đi ạ, nhanh chóng lên đi ạ. Chào Nguyễn Liên. Chào Nguyễn Liên. À của em chứ. Máy của anh. Nhạc thế. Chào Trang Bóng nhá. Lên mốc đi ạ, lên mốc 30 đi ạ. Lên mốc 30 chúng ta bắt đầu game nhá. Hôm nay sẽ tặng một túi cực kỳ đẹp luôn. Túi màu đen nhá, bên trong đây ạ. Bên trong có 2 ngăn nhá. Bên trong 2 ngăn, 3 ngăn luôn. Đấy. Tình yêu đi ạ, nhanh chóng lên mốc 30 đi ạ. Chào Xuân Thủy nhá. Có 3 ngăn nhá, 3 ngăn nhá. Định rất là nhiều đồ luôn, 3 ngăn này. Đấy. 3 ngăn nhá. Hãy chia sẻ về Tường và chia sẻ với các nhóm chợ đi ạ. Để lượt theo dõi tăng lên một chút nữa đi ạ. Hãy đẩy mốc lên cao hơn một chút nữa, có lên được không ạ? Chào Ly Nguyễn nhá. Hãy đẩy mốc cao lên một chút đi ạ. Cao lên, cao lên, cao lên nữa đi ạ. Cao lên mốc 30 đi nào các tình yêu ơi, 30 người nhá. Lên được mốc 30 em cảm ơn mọi người lắm luôn. Cảm ơn mọi người, bạn nào may mắn sẽ được tặng một chiếc túi cực kỳ xinh luôn. Có màu đen và màu đỏ nhá. Các tình yêu chọn màu luôn. Ok, Thùy Dung nhá, bạn nào chia sẻ rồi comment cho mình thấy là đã chia sẻ nhá. Hãy comment là đã chia sẻ đi ạ. Hãy comment là đã chia sẻ cho em thấy đi ạ. Hãy comment là đã chia sẻ cho em thấy nhá. Để lát nữa tránh tặng quà không công bằng nhá. Đấy, túi cực kỳ xinh luôn này. Có 3 ngăn nhá. Túi 3 ngăn nhá. Tặng mini game cho các tình yêu nào may mắn nhá. May mắn ở mốc 30 người em sẽ tặng nhá. 30 người chúng ta sẽ chơi đoán series tiền nhá. Các tình yêu chuẩn bị con số nhảy nhót trong đầu sẵn đi. Nào 15 người rồi ạ. Rồi ok, có màu đen và màu đỏ nhá. Có đen và đỏ nhá.
không không bán chỉ tặng nha, túi này không không bán chỉ tặng nha tình yêu nha. Ly ơi chia sẻ đi Ly ơi. Chia sẻ đi nào, chia sẻ đi nào. Vừa đeo vừa xách được rất là xinh để tặng mini game cho tình yêu nha. Bắt đầu chọn nha, bắt đầu chọn nha, chia sẻ nhanh chóng lên, không chia sẻ thì sẽ không chơi được game mất. Nhanh chóng chia sẻ đi anh, chia sẻ chưa? Chia sẻ về tường và chia sẻ vào các nhóm ạ, để cho chúng ta lượt view tăng lên một chút. Chào Nhung mì tôm nha. Chào Kiều Thu nha. Nhanh chóng chia sẻ like đi ạ, nhanh chóng chia sẻ like về tường và chia sẻ về các nhóm chợ để chúng ta bắt đầu game nha. 30 người chúng ta bắt đầu game đoán series tiền nha. Đoán series tiền rất là dễ trúng luôn, chỉ cần đoán hai số thôi. Đoán hai số thôi, bạn nào đã chia sẻ này, bạn nào đã chia sẻ và đã kết bạn với Hằng thì sẽ đều được quà nha. Không chia sẻ, không kết bạn là đồng nghĩa với việc là sẽ không có quà, ok. Không chia sẻ, không kết bạn sẽ không có quà, ok ạ. Chia sẻ thật nhiều nha, chia sẻ càng nhiều càng tốt nha. Chào Tuyền Nguyễn nha, chị thấy em. Chào Tuyền Nguyễn nha, 18 thành viên rồi ạ. Lên nữa đi ạ, lên được lên nữa đi, lên nữa đi. Lên nữa đi nào các tình yêu ơi, chơi game là phải chơi thật là nhiệt tình, phải vui vào thì mới có thật là nhiều phần quà. Thì em mới vui vẻ, em mới tặng được nhiều quà cho cái tình yêu đúng không? Đấy, chào Linh Ném Lỉnh nha, chào Thảo Phạm nha, 20 bạn rồi ạ. Phải làm cho em thật là phấn khởi lên, em mới tặng thật là nhiều quà giá trị cho cái tình yêu được. Đấy, quà lần trước em tặng cho chị ạ, anh Đào Lê hôm nay không ở trong này nhờ. Anh Đào Lê lần trước đã tặng một chiếc áo sơ mi kẻ rất là đẹp rồi. Đấy, rất là đẹp luôn, sẵn sàng đem tặng luôn, không ngại ngần luôn. Đấy, mở đầu game hôm nay em sẽ tặng một chiếc túi nhá. Mở đầu game hôm nay một tặng một chiếc túi lên mức 30 chúng ta bắt đầu chơi nhá. Chào Thiêm Tít nha, chào Phương Mai nha. 21 bạn rồi ạ, 22 tình yêu này, hãy chia sẻ ạ. Hãy chia sẻ về tường, chia sẻ về các nhóm chợ nhá. Bạn nào được quà thì hãy chia sẻ cùng với kết bạn. Bạn nào mà không kết bạn cũng không chia sẻ thì đồng nghĩa có đoán đúng thì cũng không được quà đúng không nào. 24 tình yêu rồi, em chuẩn bị rút tờ tiền nhá. Tặng áo cho anh ok, tặng luôn cái áo em mặc cho anh luôn Thiêm ạ. Chuẩn bị rút tờ tiền nha, lên mốc đi ạ, lên đi ạ, đừng để tụt nha. Hãy chia sẻ và kêu gọi đồng đội của mình vào chơi game của Hằng nha. Hôm nay Hằng sẽ tặng một chiếc túi cực kỳ xinh luôn. Đấy, ông xã nào tặng thì ông xã nào trúng thì tặng cho vợ, mà bà xã trúng thì bà xã đeo đi chợ luôn. Đeo đi chợ đi chơi luôn. Anh em nóng quá. Nào nhanh chóng, chào Nguyễn Tươi nha, chào dì Thảo Như nha. 23, 24 thành viên rồi ạ. Nhanh chóng chia sẻ để lên đi ạ. Nhanh chóng chia sẻ để lên ạ. Hãy làm cho cái mini game của em thật là hào hứng lên, để em tặng thật là nhiều suất quà vui và giá trị nhá. 26 tình yêu rồi ạ. 26 tình yêu, em đã nhìn thấy con số 26 nhảy lên rồi. Nhanh chóng 30 người chúng ta bắt đầu đoán suất quà đầu tiên. Nhanh chóng hãy lên đi ạ. Hãy vào tham gia game của em thật là nhiệt tình sôi nổi, để em tặng thật nhiều suất quà vui và ý nghĩa cho các bạn nhá. Rồi rồi, đã thấy gì Thảo Như chia sẻ, ai đã chia sẻ comment cho em đã chia sẻ đi ạ. Đã chia sẻ comment cho em thấy là đã chia sẻ, chỉ cần comment cho em đã chia sẻ thôi, chỉ cần comment cho em đã chia sẻ thôi, em tin tưởng là em tặng quà luôn. Chỉ cần comment cho em thấy chữ đã chia sẻ thôi, em tin tưởng là em tặng luôn quà trong này, không cần kiểm tra tường luôn. Nào chơi không ạ, chơi không ạ, nào em chia sẻ, em tặng quà luôn nào các tình yêu ơi. Nhanh chóng 30 người đi ạ, nhanh chóng 30 người, nhanh chóng. Game hôm nay tặng túi nhá. Game đầu tiên tặng túi nhá. Game sau em sẽ tặng váy áo nhá. Game sau em sẽ tặng váy áo nhá. Đã chia sẻ đi nào. Comment cho em thấy đã chia sẻ đi ạ. Đã chia sẻ, hãy tích cực comment. Nếu không lát nữa mà chơi game các bạn bị ẩn comment là Hằng sẽ không tính đâu nhá. Lát nữa bị ẩn comment là Hằng sẽ không tính cho các bạn đâu đấy. Bởi vì các bạn không tương tác với Hằng thì là ẩn comment là các bạn chịu, nghe chưa. Nào lên 30 đi ạ, lên 30 đi ạ. Em nóng lòng này, em nóng lòng để rút tờ tiền lắm rồi. Em nóng lòng để rút một trong số 5 tờ tiền này. Đấy, một trong số 5 tờ tiền này. 29 tình yêu rồi ạ. Em rút nhá. Em rút nhá. Bạn nào sẽ là người thứ 30? Bạn nào sẽ là người thứ 30? Rồi, 30 người nhá. Rút bất kỳ này, không nhắm mắt rút luôn này, nhắm mắt lút rút luôn này. Cất những cái tờ này đi nhá. Cất túi luôn ở đây, biết đâu khi mà tặng lại quên cất. Ta tặng túi lại quên không bỏ tiền ra, lại tặng cả tiền thì nên. Bạn nào lại hên thế đúng không? Ủa chưa gì đã. Đừng để tụt nhá, đừng để tụt nhá. Bắt đầu xem tờ này là cái gì đây. Tờ này là cái gì đây, cái gì đây. Hai số cuối nhá. Hai số cuối kèm số điện thoại. Bạn nào nhanh và chính xác nhất
nhanh và chính xác nhất, làm đúng thể lệ của Hằng thì bạn đó sẽ trúng một chiếc túi màu đen nhá. Nhanh chóng comment đi nào, nhanh chóng comment đi nào. Bắt đầu hai số cuối nhá. Hai số cuối ạ, hãy comment hai số cuối. Hai số cuối kèm số điện thoại của các tình yêu. Hai số cuối kèm số điện thoại của các tình yêu để Hằng thấy nhá. Kèm với thể lệ là đã chia sẻ hoặc kết bạn với Hằng nhá. Nhanh chóng nào. Nhanh chóng, chưa đúng. Lên nữa đi, đoán thoải mái, đoán tẹt ga luôn. Đấy, thoải mái bắn tẹt ga luôn. Đấy, túi thì đã ở đây rồi, em nóng phát điên người lên rồi. Nói nhiều nóng điên người lên rồi. Nhanh chóng nào, bạn nào chưa chia sẻ thì hãy chia sẻ sau đó vào game nhá. Bạn nào chưa chia sẻ thì hãy chia sẻ sau đó vào game nhá. Đừng có chơi trúng quà rồi mà không chia sẻ thì phí cả cuộc đời luôn. Phí cả cuộc đời luôn. Đấy. Nhanh chóng, hai số cuối thôi, chưa đúng, em chưa thấy ai đúng cả. Rất dễ, cực kỳ dễ luôn. Từ 0 đến 99 kiểu gì cũng đúng. Từ 0 đến 99 kiểu gì cũng có số trúng. Nhanh chóng. Đấy. Có hai màu đen đỏ, hai màu đen và đỏ luôn. Cho tình yêu chọn màu luôn nhá. Nhanh chóng lên nào. Comment hai số cuối series kèm với số điện thoại nhá. Hai số cuối series kèm số điện thoại. Nhanh chóng. Hãy tiếp tục chia sẻ nhá. Chia sẻ nhiệt tình lên để đồng đội của mình vào cùng chơi và cùng trúng quà nhá. Đừng có ăn mảnh một mình nhá, ăn mảnh một mình là không có ngon đâu. Đấy, biết đâu mình không trúng thì bạn mình lại trúng sao? Đúng không? Xuống hết coi cho anh. Nào. Nhanh chóng chia sẻ. Em chưa thấy nhá. Em chưa thấy bạn nào đúng quả. Nhanh chóng chia sẻ để em thấy nhá. Nhanh chóng nhá. Anh đưa em cái điện thoại kia, em đưa cả nhỏ vào đây. Để đã trắng ấy. Nào nhanh chóng ạ, ai sẽ là chủ nhân của chiếc túi này? Em chưa thấy ạ. Đâu xem nào, xếp số. Em chưa thấy nhá, tình yêu nhá. Nào nhanh chóng lên, em vẫn đang theo dõi đây. Em vẫn đang theo dõi, rất là dễ luôn. Tích cực chia sẻ nhá, chia sẻ sau đó vào chơi game, nếu không mất lượt, mất quà như chơi luôn là phải bốc lại. Đấy. Nào nhanh chóng lên ạ. Nhanh chóng lên, rất là dễ. Series kèm số điện thoại nhá. Series kèm số điện thoại đâu ạ? Nhanh chóng series kèm số điện thoại, tiền vẫn ở đây nhá. Đấy, còn cái món này là em để hôm nay rồi, biết đâu mai quên thì trúng quà lại tặng luôn cái món tiền này cho. Ôi giời ơi, sướng đời thế. Đó, hên thế, số mình may mắn thế. Tặng túi lại tặng cả tiền. Nào, nhanh chóng đoán series nhanh chóng lên. Nào, em chưa thấy tình yêu nào đúng cả. Nào nhanh chóng, một chiếc túi cực kỳ xinh xắn sẽ thuộc về ai? Một chiếc túi cực kỳ xinh xắn trị giá 200k sẽ thuộc về ai? Phần quà 200k nhá. Em xin thông báo là phần quà 200k này sẽ thuộc về tình yêu nào may mắn mà nhanh tay nhất, chính xác nhất số series mà em đang cầm ở trên tay. Đấy. Nhanh chóng lên nào. Đấy, hãy comment từ 0 đến 99 kiểu gì cũng đúng. Đấy. Đấy, sắp trúng rồi. Kiểu gì cũng trúng, từ 0 đến 99 kiểu gì cũng trúng. Đấy, nhanh chóng lên ạ, nhanh chóng chia sẻ lên mốc đi ạ. Lên mốc 60 người em sẽ tặng 2 suất quà luôn. Đấy, chia sẻ lên được mốc 60 người em sẽ tặng 2 suất quà luôn. Đấy, máu chưa? Quá máu luôn. Chơi là chơi máu lửa luôn. Nhanh chóng, em chưa thấy nhá. Chưa thấy tình yêu nào đúng cả. Khán hết cả bé ơi. Hôm nay chơi game chưa cần sạc anh ạ, 41%, còn nhiều vít lắm. Nào, vẫn đang theo dõi. Đây. Vẫn đang tiếp tục theo dõi nhá. Chia sẻ chưa? Tình yêu chia sẻ chưa? Nào, hai số cuối series kèm số điện thoại ạ. Bạn nào may mắn sẽ trúng một chiếc túi của hàng trị giá 200k nào. Ngồi đây mà không nói gì thì không ngồi nhá. Để ra ngoài cho người ta làm việc. Ok. Nhanh chóng nào. Em vẫn đang theo dõi tình yêu bằng máy này đây nhá. Em vẫn đang theo dõi nhá. Nào. Chưa thấy tình yêu nào trúng cả. Đấy, chưa thấy tình yêu nào trúng cả. Tiền em vẫn để đây. Tiền em vẫn cầm đây. Nào, nói đi cho em đỡ phải nói, em khàn hết tiếng rồi. Cầm tiền làm gì? Tiền em cầm được rồi.
xếp giường lên để anh cầm tiền thôi, anh không phải nói. Nhanh chóng nào, nhanh chóng nhá. Bạn nào chia sẻ trước khi vào game hãy chia sẻ nhá. Hãy chia sẻ và kết bạn với Hằng nhá. Hãy làm đúng thể lệ nhá. Hãy tích cực tương tác với Hằng để không bị ẩn comment nhá. Nếu không có bị ở các bạn bị ẩn comment là các bạn sẽ bị văng ra, không nhìn thấy comment của các bạn đâu. Nào nào nào, lên nữa đi ạ. Em chưa thấy nhá, em chưa thấy từ 0 đến 99. Từ 0 đến 99 kiểu gì cũng trúng. Nào bạn nào sẽ là người may mắn trúng chiếc túi này của Hằng ạ, 200k nhá. Trị giá 200k nha, trước khi comment số hãy chia sẻ trước khi chơi nhá. Hãy chia sẻ trước khi chơi nhá. Đây. Nào nhanh chóng chia sẻ nào. Nhanh chóng chia sẻ trước khi chơi nhá. Đồng ý bạn nào là kết bạn, bạn nào là bạn bè rồi thì bỏ qua bước này. Bạn nào chưa là bạn bè thì hãy kết bạn với Hằng nhanh chóng. Có màu đen và màu đỏ nha, màu tùy chọn nha. Được nhận quà tận tay là còn được chọn màu, xứng đời không? Được nhận quà tận tay là còn được chọn màu nữa nhá. Sao không bỏ cái quạt bốc xuống dưới này mát? Anh muốn thấy nóng rồi. Em nói tóc thì thả ra chẳng nóng sao? Đang hừng hực lên đây này. Chưa đúng đâu cái tình yêu ơi. Tiếp tục comment đi nào. Lại là không 10 à? Xoáy muội 5 không đúng nha. Mai Hợi 95. Cho em mới quạt đi. Anh Quang Dung, chào Quang Dung. Thảo Phạm 37 không đúng đâu. 06 không đúng, 19 không đúng. Để anh ngồi anh nói cho. Đấy và đi. Bê xuống khó mà. Ông đàn ông nhà thì ông đàn ông. 07 không đúng nha, 50 không đúng nha. 12 không đúng, 91 không đúng. Anh 99 ơi. Không đúng. Anh ơi. Ôi. 11 không đúng, 09 không đúng. Ơi, có nhìn em đâu. Để đâu? Anh. 39, 19 không đúng. Anh. 17, 66 không đúng. 43 không đúng. 14 vẫn chưa đúng. Này. 94 không đúng, 01 không đúng. Đấy. 71 không đúng. Thanh niên vào like tăng lên người xem 06 đông không đúng. Đẹp trai yêu khác nhỉ. Gợi ý đi anh Thắng ơi. Bi Trần. Chào Bi Trần nhá. Chào Bi Trần nhá. Gợi ý là đoán 2 số cuối của đồng tiền. 2 số cuối series nhá. Hãy tích cực comment đi ạ. Để không bị ẩn comment nhá. 15 không đúng, 00 không đúng. 81 không đúng. Đây, 05 không đúng đi. Quà cho các tình yêu 92 này. 92 không đúng, 33 không đúng. 72 không đúng. 13 không đúng. Nhanh chóng nào, em chưa thấy nhá, đúng. Em chưa thấy. 92 không đúng. 81 không đúng. Một phần quà trị giá 200k sẽ thuộc về bạn nào nhá? Sẽ thuộc về bạn nào may mắn và làm đúng thể lệ của Hằng ạ. 73 không đúng. Chia sẻ kèm với kết bạn nhá. Chia sẻ kèm kết bạn nhá. Hải Minh đang comment rất nhiệt tình nhưng 16 vẫn không đúng. Đưa anh điện thoại vậy. 85 nhanh chóng nào, nhanh chóng nào, nhanh chóng nào. 55 không đúng. 89 không đúng. Vẫn đang dình quà, săn quà cho tình yêu đây. Vẫn đang săn quà cho tình yêu đây. 55 không đúng, 89 không đúng, 58 không đúng, 25 không đúng, 88 không. Nào chia sẻ mạnh nữa lên ạ, à. Chia sẻ mạnh nữa lên nhá, chia sẻ mạnh nữa lên. Em chưa nhìn thấy tình yêu nào trúng là sao? Có người gần trúng rồi đấy, có người gần trúng rồi đấy. Lên được 60 người em bắt đầu chơi game thứ hai nhá. Lên 60 người em chơi game thứ hai tặng 2 suất quà luôn ạ. À. Tặng 2 suất quà luôn nhá. Nhanh chóng ạ, à, em chưa thấy nhá. Em vẫn đang săn quà cho tình yêu đây, vẫn chưa thấy. Lên mốc 60 đi ạ, à. Lên mốc 60 em tặng tiếp nhá. Hôm nay em sẽ áp dụng xả hàng và mua 1 tặng 1 nhá. 64 không đúng. 66 không đúng.
áp dụng xả hàng và mua một tặng một nhá. Đúng. Đấy. Các bạn gần đúng rồi, hãy nhìn thấy các bạn gần đúng luôn rồi đấy. 74, nào lên nữa đi ạ, à, lên nữa đi, 28, comment nhanh chóng lên nào. 5857. Một suất quà trị giá 200k sẽ thuộc về tình yêu nào may mắn nhất. Gần đúng rồi đấy, các bạn gần đúng rồi đấy. 10 không đúng. 28 không đúng. Mọi người chia sẻ đi ạ, mọi người chia sẻ đi ạ. 60 người nhá, 60 người là tặng tiếp quà nhá, 60 người tặng tiếp quà nhá. Để quà đây cho mọi người. Quà nhá. Không nhìn thấy đâu anh ơi. Không nhìn thấy mà lại không nhìn thấy mặt mình. Đây đeo. Anh đeo cho mọi người thấy quà. Một suất quà trị giá 200k nhá. 200k nhá, thuộc về tình yêu nào nhá. Em đang tặng cái túi này 200k cho tình yêu nào may mắn đoán đúng số cuối 2 số cuối series nhá, kèm số điện thoại nhá. Hai số cuối series kèm số điện thoại, hãy nhớ là comment cách ra đấy, comment cách ra để cho em nhìn thấy cho nhanh. 60 người em tiếp tục tặng tiếp hai suất quà nhá. 3527 không đúng, 82 không đúng, 29 không đúng, 26 không đúng, 36 không đúng, 42 không đúng. Rất là dễ thôi ạ. 35 không đúng, 30 không đúng, 36 không đúng, 31 không đúng, 27 không đúng, 85 không đúng, 37 chưa đúng, 31 chưa đúng. Nào nhanh chóng nào, em chưa thấy tình yêu nào may mắn ạ. Rất là dễ thôi ạ. Từ 0 đến 99, các bạn hãy comment từ 0 đến 99 kiểu gì có bạn đúng nhá. 80 không đúng. Kiểu gì cũng có bạn trúng nhá. 8 không đúng, 37 không đúng, rất là dễ thôi ạ. 46 không đúng. 2 đi đi anh chị ơi. Hai số nhá. Hai số ạ. Hai số. Rất là dễ luôn. Đoán nhiệt tình không giới hạn. Đoán nhiệt tình không giới hạn luôn. Đấy, bởi vì hai số rất là dễ luôn. Hai số rất là dễ trúng luôn. Ba số thì mới khó chứ hai số rất dễ. Săn quà nha nhá. Trị giá 200k nhá, một túi sách trị giá 200k nhá. 2 chưa đúng, 39 chưa đúng. Đấy, túi rất là đẹp luôn này. Đấy, rất là xinh xắn, đẹp luôn. Có quả bông rất đẹp luôn. Các bạn gần trúng rồi đấy, gần đúng rồi đấy. 40 chưa đúng, 44 chưa đúng. Tiền vẫn ở đây nhá, tiền vẫn ở đây nhá. 68 chưa đúng. Hãy nhớ là những đồng còn lại đang ở trong này. Có bạn gần đúng rồi đấy. Có bạn gần trúng rồi đấy, hãy nhớ chia sẻ. 45 chưa đúng, 05 chưa đúng. Hãy nhớ chia sẻ nhá, không chia sẻ không có quà đâu nào. 47 chưa đúng nhá, 11 chưa nhá, 24 chưa đúng nhá. 70 vui đấy, đúng không? Vui đúng không? Rất là dễ tưởng chừng dễ mà. Chưa. Chúc mừng nhá. Chúc mừng hàng ghim nhá, hàng ghim nhá. Có bạn đúng rồi nhá. Linh lém lỉnh nhá, Linh lém lỉnh đã chia sẻ chưa? Linh lém lỉnh đã chia sẻ chưa? Ghim này, ghim Linh lém lỉnh này. Ghim nhá, Linh lém lỉnh trúng một túi nhá. Để kiểm tra xem Linh lém lỉnh đã chia sẻ chưa? Tiếp tục nhá, tiếp tục lên nhá, tiếp tục chia sẻ để lên mốc 60 nhá. Tiếp tục chia sẻ lên mốc 60 nhá, để kiểm tra Linh lém lỉnh đã chia sẻ hay chưa nhá. Đã kì để kiểm tra Linh lém lỉnh thế nào. Linh lém lỉnh à. Linh lém lỉnh. Hãy chia sẻ nhiệt tình nha, lên mốc 60 đi, lên mốc 60 nhá. Series đây cho mọi người xem đi. Hãy tích cực comment nhá, comment tương tác với Hằng, nếu không bị ẩn comment các bạn sẽ rất là thiệt thòi luôn. 52 đây mọi người nhá. Chả nhìn rõ. Lên mốc 60 em chỉ đọc một con số thôi. Bạn nào comment nhanh nhất và chính xác nhất bạn ấy được quà luôn, đúng không nào? Lên mốc 60 em comment, em đọc một dãy số series. Bạn nào comment nhanh nhất là bạn đó được. Rất là dễ luôn. Chia sẻ lên mốc 60 đi nào. Lên mốc 60 em chỉ chơi gọi là đọc series tiền. Bạn nào comment nhanh nhất và chính xác 52 nhất bạn này. Rồi nhá, Linh lém lỉnh đã chia sẻ nhá. Vừa xong à? Linh lém lỉnh vừa chia sẻ xong à? À 11 phút trước cũng đã chia sẻ rồi này, 16 phút trước chia sẻ rồi nhá. Đây nhá, cho tình yêu xe này, Linh đã chia sẻ 16 phút trước, 20 phút trước này. Đấy. Chia sẻ rất là nhiều luôn, gọi là tích cực chia sẻ, nhiệt tình con bà mình luôn. Nào, chúc mừng Linh lém lỉnh nhá, một chiếc túi 200k đã thuộc về Linh lém lỉnh rồi ạ. Linh lém lỉnh là bạn nào hãy inbox cho Hằng kèm số điện thoại, địa chỉ để mai Hằng gửi tận tay luôn nhá, gửi tận giường luôn nhá. Đấy, không phải đi đâu, ship tận nhà luôn, một chiếc túi cực kỳ xinh luôn. Nào, một phần quà tiếp theo nhá. Một phần quà tiếp theo ở mốc 60 nhá. Mốc 60 nhá. Tặng nhá, tặng quà. Tặng quà kèm với số điện thoại.
tặng quà không giới hạn luôn. Đấy, bây giờ lại một chiếc túi màu đỏ này. Đỏ đẹp không? Phần quà xong mất 60 tặng 2 suất quà nha. Suất đầu tiên sẽ là một chiếc túi màu đỏ. Đấy, vừa rồi tặng túi đen, giờ tặng túi đỏ. Tặng túi đỏ cho nó đỏ luôn. Chào Nguyễn Hường nha. Nào, tiếp tục bây chia sẻ nhé. Bây giờ mình sẽ nhá. Cất tờ này đi nhá. Cái túi kia là giảm tiền này. Tiền đang ở trong đây. 60 người nha, 60 người em sẽ tặng quà tiếp nha. 60 nha. Chia sẻ tiếp tục lên ạ. Chia sẻ tiếp tục, chúng ta chia sẻ tiếp tục lên 60 nha. Nên mốc 60 nha. Túi này có dây đeo nhá. Hàng này chỉ được tặng không bán nha. Tặng, để tặng không bán nha. Anh nói chuyện mọi người đi. Mọi người tiếp tục chia sẻ đi ạ. Mọi người tiếp tục chia sẻ lên mốc 60 người. Mình lại tiếp tục chơi mini game tiếp nào. Nào lên mốc được không ạ? Lên mốc đi ạ. Tiếp tục chia sẻ nhá. Lần thứ hai game này sẽ đọc series tờ tiền một phát luôn. Đấy. Mai Hồng ơi, chờ cơ hội sau em nhá. Một phát luôn, bạn nào comment nhanh nhất và chính xác nhất kèm số điện thoại và chia sẻ livestream của Hằng là bạn đó trúng quà luôn. Ok không nào? Ú, chào nhau. Ú, chào chị Phương Loan nhá. Em đang làm cú đêm đây. Cú đêm của chị Loan đây. Quà này nha, một chiếc túi cực là đẹp luôn, xinh luôn, màu đỏ nhá. Màu đỏ nhá. Đấy, có dây đeo luôn. Chị giá 200k tiếp tục phần quà đầu tiên luôn nhá. Chào Linh Anh nhá. Anh ngồi thẳng lên, đừng có xúc phạm người nhìn thế. Nào, lên nữa đi ạ. Quà cũng tuôn hết trong ví ra. Hết mà, có bằng đấy thôi. Nào, 30 người, 60 người đi ạ. Hay 60 người đi ạ. Em có lấy hết trong đấy đâu. Lên là lên, tiền nguyên, ok, lên là lên. 60 người nha, 60 người tặng tiếp 2 suất quà nha. 60 người tặng tiếp 2 suất quà nha. Tặng tiếp 2 suất quà nha. Đã chia sẻ nào, hay comment đã chia sẻ cho Hằng thấy nha. Bạn nào đã chia sẻ comment cho Hằng thấy là đã chia sẻ nha. Phần quà đầu tiên là một chiếc túi nữa này. Đấy, vừa rồi tặng một túi màu đen cho Linh đếm lỉnh rồi. Bây giờ tặng tiếp một chiếc túi màu đỏ này nữa này, cực xinh luôn. Và một suất quà nữa, lần này tặng 2 suất nha. 60 là tặng 2 suất nha. Gặp hên rồi đúng không? Tiếp tục đi ạ. Tiếp tục nha. Đúng rồi, may mắn, rất là may mắn luôn. Hãy bật chế độ theo dõi xem trước Hằng nha. Hãy bật chế độ theo dõi xem trước Hằng để khi mà Hằng phát live thứ 3, thứ 5, thứ 7 là các bạn nhào xô nhận quà luôn. Đấy. Lên mốc 60 nhá. Tặng một chiếc túi và một chiếc quần hộp cực xinh luôn. Đấy. Chiếc quần hộp này đang bán ở shop là giá 300k nhá. 300.000 đây này. Quần hộp luôn. Quần suốt Hàn Quốc luôn nhá. Đem tặng luôn. Đấy. Nhanh chóng lên mốc 60 tặng 2 suất quà liên tiếp luôn. Đấy. Lên mốc 60 tặng 2 suất quà liên tiếp luôn. Nào, nhanh chóng đừng để tụt like, nếu không mất quà như chơi luôn này. Nào, nhanh chóng lên mốc đi ạ, nhanh chóng lên mốc đi nào. Mọi người chia sẻ đi ạ. Một túi và một quần nha, một quần lên kinh nha. Cầm túi cho em, đeo túi cho em ấy. Đeo túi cho mọi người. Đây, mở cho mọi người xem túi này nhá. Túi này đang bán được số là 300 nhá. Hôm nay xả còn 250k nhá. Tặng luôn. Có đủ size luôn nhá. Quần rất là đẹp luôn. Đấy, quần legging rất đẹp luôn, có hai túi sau rất đẹp luôn. Mọi người chia sẻ đi ạ. Mọi người chia sẻ đi ạ. Tặng đủ size luôn. Đấy. Đủ size rất đẹp luôn, vải cực kỳ đẹp luôn. Chơi nào, lên 60 người đi ạ. Hãy tiếp tục chia sẻ lên 60 nhá. Vải cực đẹp luôn, em tặng nhá. Đấy. Liệu hôm nay có lỗ vốn luôn không? Nào, chia sẻ đi nào, chia sẻ, tiếp tục chia sẻ lên nào. Mọi người lên 40 người, anh tặng riêng thẻ nạp 20k. Anh đọc, ai nạp nhanh tay người được. Nào, nhanh chóng chia sẻ đi ạ, nhanh chóng chia sẻ để lên mốc nha. Đấy, quần này là quần suốt Hàn Quốc nha. Cho anh cái thẻ nào. Made in Korea luôn. Thẻ đâu rồi? Tặng 2 lên 40 người nha, anh tặng ngẫu nhiên nha. Bạn nào nhanh tay nạp được, anh đọc số series nhá. Anh đọc số mã thẻ, bạn nào nạp được nhanh thì bạn lấy được nhá. Đấy, 60 là sẽ hai quà này. Đấy, 40 giống xã kỷ niệm cho một cái thẻ đúng không? Đâu, lấy cho anh mấy cái thẻ này. Nào mọi người chia sẻ đi ạ, lên 40 người anh tặng ngẫu nhiên, anh đọc ai nhanh tay người ấy được. Mọi người chia sẻ đi ạ. Lên 40 người anh sẽ đọc ai nhanh tay nạp được thì người đó được.
Mọi người chia sẻ đi ạ. Nào lên mốc đi nào tình yêu ơi. Ai đã chia sẻ comment cho em đã chia sẻ nhá. Chào Hoàng Sen nhá. Mọi người chia sẻ đi ạ. Lên mốc 60 thì mình sẽ tặng túi và một quần legging. Lên mốc 40 anh sẽ đọc một mã thẻ. Bạn nào nhanh tay nạp được thì bạn đó được. Gọi là hôm nay tặng quà tới bến luôn. Cháo mít ướt nhá. Cháo mít ướt nhá. Nào bạn nào đã chia sẻ comment cho hàng đấy đã chia sẻ nào. Đã chia sẻ chưa ạ? Comment cho hàng đấy đã chia sẻ nhá. Chia sẻ càng nhiều càng tốt nhá. Mọi người chia sẻ đi ạ. Chia sẻ càng nhiều càng tốt nha tình yêu nha. Lên mốc đi nào, lên mốc đi nào. Chơi luôn. Chơi luôn, ok. Skyle, Skyle. Chào Khánh Thi. Chào Thảo Phạm, rồi. Chào Kim Thoa. Chào em. Chị đang làm cú đêm đây. Nào chia sẻ lên mốc đi ạ. Lên mốc 40 kỷ niệm một tẻ 2 cào 20k nha. Bạn nào nạp nhanh bạn được. Lên mốc 60 tặng 2 suất quà nha. Lên mốc 60 tặng 2 suất quà, một túi và một quần legging hộp luôn. Một quần legging hộp của Hàn Quốc luôn nha. Mọi người chia sẻ vào những nhóm chợ ấy. Đây, Korea, Hàn Quốc luôn nha. 33 người rồi. Nhanh chóng 40 người kỷ niệm một thẻ nhá. Chuẩn bị lên 40 người anh sẽ cào, anh sẽ đọc. Đọc và ai nạp nhanh tay người ấy được. Cái quần chị mặc bao nhiêu ạ? Quần chị mặc 390 nhá. Bây giờ còn giá là 320k nhá. Bạn xả nốt nhá. Còn 2 size. Mọi người chia sẻ mạnh đi ạ. 390 xả còn 320 nhá. Quần mình đang mặc là size 27, mình 50kg. Mọi người chia sẻ đi, mình đọc thẻ điện thoại cho mọi người. Nhanh chóng nhá. Chia sẻ tùm lum, ok. Rồi, chia sẻ mạnh luôn đúng không? Chia sẻ mạnh luôn. Chào anh chị, chào Hà Duy Thông nhá. Mọi người chia sẻ đi ạ, lên 40 người mình tặng thẻ bất chấp. Mình cứ đọc thôi, mọi người ai nhanh tay người được. Không phải thiên vị ai hết. Mọi người chia sẻ cho lên đi ạ. 34 người rồi. Mình chuẩn bị được cao thẻ rồi. Anh cao rồi đi. Nào chuẩn bị cao nhá. Mình cao thẻ nhá, thẻ vẫn mới tinh đi ạ. Bắt đầu cao này. Mọi người chia sẻ đi ạ. Lên mốc nhanh lên nào tình yêu ơi. Lên mốc nhanh chóng nào, nhanh chóng nào, nhanh chóng tặng quà nào. Lên 40 người mình sẽ đọc mã thẻ này. Các bạn ai nạp nhanh tay thì người đó sẽ được nhé. 36 người rồi. Nhanh chóng 40 người kỷ niệm một cái thẻ nhá. 60 tặng 2 suất quà nhá. Một quần legging suất Hàn Quốc nhá. Một quần legging Hàn Quốc nhá và một chiếc túi màu đỏ, một chiếc túi màu đỏ cực đẹp lên luôn. Lên mốc 60 thì tặng đây, 2 suất quà này luôn nhá. Legging Hàn Quốc nhá, co giãn 4 chiều cực đẹp luôn. Xin cái thẻ cào, ok. Tí nữa tôi sẽ đọc nhá, tôi sẽ đọc và cứ tha hồ nạp thôi. Lên 40 nào, lên 40 nào. Chào nha, chào Thông Bảo nha. Chào nha, chào em đi chị, ok, chào em. Hãy comment đã chia sẻ cho hàng đấy nào. Đã comment hãy chia sẻ cho vừa nãy lên 36, 37 người rồi. Chuẩn bị được đọc mã thẻ rồi mà lại tụt mất rồi. Nhanh chóng nào, nhanh chóng đừng để tụt nha. Hàn khổ. Đấy, nói như vợ đi xem có mất hết cả tiếng không. Quần hàng có bán nha, quần này có bán đang xả nha. 390k nha, chất cực kỳ đẹp luôn. Đấy, bạn nào thích cầu quần này không? Rất đẹp luôn. Mọi người chia sẻ đi ạ. Ok, đã thấy đã chia sẻ. Nhanh chóng lên mốc 40 kỷ niệm một chiếc thẻ cào nào để lấy đà nào. Lấy đà một chiếc thẻ cào nhá, lấy đà một chiếc thẻ cào ở mốc nhá. Gợi ý nào. Cái gì Bình Nhi đấy? Bình Nhi à, Bình Nhi comment cái gì đấy? Sao không chào em? Chào em rồi mà, thông báo. Thông báo ơi, đã chia sẻ.
đã chia sẻ tưởng chửi bậy là lôi thôi chửi bậy quá là mọi người chia nhanh chóng 40 để tặng thẻ cao nào. Cứ lên 10 người anh lại tặng một cái thẻ, cứ 10 người lại tặng một cái thẻ. Đúng. Sát nghiệp rồi, hôm nay chơi gọi là đốt nhà rồi. Chơi tặng quà đốt nhà cứ rồi. Từ 40 người lại tặng lên 50 người lại tặng cái nữa. Thấy nhá, thấy thông báo nhá. Thông báo ơi, gọi thông báo rồi, thông báo sao đấy? Thông báo là sao mà comment đã thấy em không mãi vậy? Dạ rồi. Thấy chưa? Rồi. Nào chia sẻ đi. Ai đã chia sẻ lên 33 người rồi kìa. 36 rồi kìa. 4 người nữa thôi, 4 người nữa thôi anh sẽ đọc thẻ này. 41 em vừa nhìn thấy số 41 nhảy vù luôn tan luôn. Nó lại tụt. Nào chia sẻ đi ạ. 40 nhá, 40 người tặng một suất quà đòn bẩy gọi là một cái thẻ cào kỷ niệm luôn, làm cho chị em lấy sức lực chơi tiếp. Đấy, 60 người tặng 2 suất quà nhá, một quần len kinh hộp Korea luôn này. Có giãn 4 chiều cực đẹp luôn với một chiếc túi màu đỏ nhá. Đấy. Tặng em không? Tặng hết nhá, ai may mắn cũng tặng nhá. Tặng hết nhá, ai may mắn lên cũng 40 tặng. Người là anh sẽ đọc nhá. Anh sẽ đọc mà ai nạp nhanh tay người ấy được. Đấy. Dạ em thấy rồi. Chia sẻ tích cực lên để lên mốc cao hơn nào, lên mốc cao hơn nào. 40 cơ mà. À 40 cơ mà, đâu có tình yêu ơi, 40 người của em đâu ạ? 40 các tình yêu của em đâu ạ? 40 các tình yêu của em đâu? Rất là dễ chơi đấy chúng. Lên mốc 60 em chỉ đọc gọi là đọc series một phát là bạn nào comment nhanh nhất số series kèm số điện thoại là bạn đó trúng luôn một trong hai suất quà này luôn, được phép chọn. Đấy. Được phép chọn luôn nhá. 60 người được phép chọn quà luôn. Thế bà lên được đến 36 người không lại tụt xuống. Nhanh chóng nào. Áo hàng đang mặc có cả màu đen nhá, trắng đen nhá. Thẻ Vina đi anh. Thẻ nào cũng làm được hết. Thẻ Viettel em nhá. Nào lên mốc nhanh chóng nào, lên mốc nhanh chóng nào. Quần này đủ size nhá, quần này đủ size nhá, đang bán là số là 300k này. Mọi người chia sẻ đi ạ, lên 40 người anh sẽ đọc thẻ. Quà rất là đẹp luôn, được gói trong hộp rất là xinh luôn nhá. Quần hộp là chất rất là đẹp luôn rồi đấy. Nhanh chóng nào. Tình yêu nào chưa chia sẻ, hãy chia sẻ, bạn nào đã chia sẻ, tiếp tục chia sẻ nhá. Sao nó chỉ loanh quanh ở cái mức 36 thôi, anh chị quay đầu đấy nhỉ. Nào, nhanh chóng nào. Ở mốc 60 sẽ được 2 suất quà cho 2 tình yêu liên tiếp luôn nha, 2 tình yêu liên tiếp luôn. Đây, đấy. Bộ đôi quà tặng ở mốc 60 rất là đẹp, hôm nay gọi là tặng quà, gọi là tặng quà thẳng đúng, tay luôn. Một quần. Tặng quà thẳng tay luôn, tặng quà liên tiếp luôn. Đấy. Chia sẻ nóng máy rồi, ok, ghi nhận luôn nhá. Bạn nào mà comment hay tương tác với hàng hàng sẽ nhớ luôn gọi là Thu Thủy luôn. Chào Mai Lợi nhá, Mai Lợi rồi, đã chia sẻ chưa? Các tình yêu vào game của hàng hãy chơi game thì hãy chia sẻ nhá. Để gọi là hào hứng lên, tặng quà cho nó gọi là nhiệt tình luôn. Quần này có 2 túi sau rồi. Nhá, 2 túi sau rất 33 đẹp luôn này. Đấy. Mọi người cố gắng chia sẻ lên. Để anh được tặng cái thẻ đi, cái cào bây giờ lại không ký lại phải nạp. Co giãn cực kỳ thích luôn nhá. Đấy. Quần gọi là co giãn 4 chiều luôn, béo gầy mặc được tuốt luôn này. Đấy, vải không xù không nhăn luôn nhá. Hôm nay xả còn 200k nhá, 200k luôn nhá. Đọc trước gì? Thì anh là đủ người à? Bao giờ anh nhìn thấy máy anh nó báo lên có chữ 40 ấy thì anh đọc nhá. Có muốn video tham em tham gia video là em sẽ thò cái mặt lên, chị sẽ nhìn thấy mặt em ở trên này. Ai anh cũng tặng hết nhá. Nào nhanh chóng lên nhá. Quần này bao nhiêu ạ? Quần này 390 nhá, xả còn 300k nhá. Quần này là quần nào? Quần hàng đang mặc này. Có hai cái hạt đính ngọc hai bên rất đẹp luôn. 390 nhá, xả còn 300k nhá. Xả còn 300k nhá tình yêu nhá.
Còn tiền này bây giờ tạm thời là đúc vào túi nhá. Cúc Nguyên, chào Cúc Nguyên. Nhanh chóng chia sẻ lên mốc đi là 40 kỷ niệm một chiếc thẻ cào nha. 40 người tặng một thẻ cào, anh nói chuyện mọi người đi. Em bao hết cổ. Mọi người chia sẻ đi ạ. Chia sẻ 60 lên mức... nhá, tặng 2 xuất quà đây này, đấy. Mức 40 người là anh sẽ tặng một thẻ cào trị giá 20k nhá. Còn lên mức 60 người là anh sẽ tặng một túi và một quần. Cái gì bạn Thảo Phạm bảo gì? Bán hàng đi. Bán hàng đi. Bán hàng đi, sao lo tặng quà. Mình thích thì mình tặng thôi. Bạn Thảo Phạm có nhu cầu gì? Quần đen đang cầm. Quần đen đang cầm nhá, 200k nhá. 200k nhá. Đang bán 300k, giờ giả còn 200k nhá. Đánh. Đấy. 200k nhá. Đủ size luôn, đủ size luôn. ML, XL nha, XXL nha. Co giãn 4 chiều vải gọi là đang cầm. Đẹp luôn, quần hộp thì mới có cái giá đẹp như thế này nhá. Không phải quần chợ vớ vẩn đâu nhá. Đủ size luôn như tình yêu nhá. Đâu vợ đưa đây, anh ôm hết cái đống luôn nhá. Đủ size luôn nhá, bạn nào còn, bao nhiêu size. Còn quà đây là 60 người nhá. 60 người lên mốc là được giải nhá. Tạm thời bây giờ là để xuống đây nhá. Tạm thời là anh để xuống đây này. Còn quần đây ạ. Thôi tình yêu là bao nhiêu cân, comment cho em thấy là mặc quần size bao nhiêu à. Nào lên mốc 40 đi ạ, chia sẻ lên mốc 40 tặng thẻ nhá. 60 tặng quà 2 suất liền luôn nhá. 200k quần hộp nha, suất Hàn Quốc rất đẹp luôn, đủ size ML nha. Đấy. Rất đẹp luôn đấy, rất đẹp luôn đây, size F nha. Co giãn rất đẹp luôn. Em sẽ mặc một chiếc cho tình yêu xem nhá. Quần em đang mặc có bán nha. 390k xả còn 300 nhá. Mọi người tiếp tục chia sẻ đi ạ, vừa chia sẻ vừa mua hàng, vừa được thẻ điện thoại, vừa được túi. Anh không cẩn thận vào sẽ ôm lộn xộn rơi hết rồi. S nha, SML, XL nha, có đủ size SML, XL nha. Vừa mặc size gì? Đây nè. XL. Thì tắt bớt nó đi, để nhà toàn bóng điện không. Mặc cả áo phông kiểu khác nữa. Ok anh nhá. Ơi mặc cả áo phông kiểu khác nữa. Mặc cả quần này với cả áo phông đó. Anh ơi áo phông kiểu nào anh ơi? Bạn cứ tả tả đi xong rồi để bảo vợ mặc. À đây rồi. Ơ thế mọi người không lấy thẻ điện thoại à? Mọi người chia sẻ đi. Ok, lên 30 anh tặng luôn này. Mọi người chia sẻ đi, lên 30 anh tặng kỷ niệm một cái này. Hôm nay gọi là bán hàng không đủ, không ở lỗ vốn luôn. Mọi người chia sẻ mạnh đi, lên 30 anh tặng. Lên 30 anh đọc. Anh đọc ai nhanh tay anh nạp được thì người đó sẽ được nhá. Hôm nay gọi là bán chơi chơi. Bán hàng không đủ vốn. Đây, anh này cái này em thấy cho mọi người cái mẫu cơ. Em chia sẻ nhiều nãi mày. Đây nha mọi người nhá. Quần vừa nãy đang mặc cái này. Có hai túi sâu nhá, hàng nó mặc size M nhá. Thì đang mặc size M nhá, hàng 50 cân nhá. Đây đằng trước lại không có túi trước nha. Vải rất đẹp luôn, rất là bóng và co giãn 4 chiều rất là đẹp luôn nhá. Rất là đẹp luôn ạ. Sao nó nhìn sáng sáng quá nhỉ.
đấy đấy đấy, như thế thì còn nhìn thấy rõ quần áo. Đấy nhá, áo phông nhá, áo phông rất là xinh luôn. Áo này đang bán 180k nhá, 180k xả còn 140 nhá, xả 140 nhá, có hai màu ạ, trắng và đen, trắng và đen nhá, hai màu trắng đen đấy tình yêu nhá. Quần này đang bán 300 ạ, giờ còn 200k nhá, có hai mà hai túi sau, hai túi sau, không có túi trước nhá, không có túi trước nhá, cạp cao ạ, rất là thoải mái luôn ạ, co giãn thoải mái luôn ạ, vải rất đẹp nhá. Đây ạ, hộp hẳn hoi luôn, quần hộp luôn nhá, quần hộp rất đẹp luôn đấy. Đấy nhá, hàng của Hàn Quốc nhá, xuất Hàn Quốc luôn nhá. Tình yêu là có nhu cầu thì comment cho Hàng thấy nhá. Korea. Comment cho Hàng thấy nhá, comment cho Hàng thấy size kèm số điện thoại nhá. Áo phông cổ tròn ok em nhá, áo phông cổ tròn nhá. Cho bé nhà cái người mẹ đêm hôm chửi bố mẹ. Áo phông cổ tròn đấy nhá, em gì đây em Ngọc à, rồi cho chị xem rồi, mình lại quên mất nhờ, mất quét rồi, sắp cận mắt rồi. Áo phông cổ tròn đây chị ơi, đủ màu luôn nhá, đủ màu luôn nhá tình yêu nhá, màu đen này, đen nhá. Mẫu này đang bán là 200k. Bây giờ em xả còn 100 gọi là 150.000 thôi. Đấy. 150.000 nha, vải cực đẹp luôn. 150 nhá, áo cú nha, thêu nhá. Hàng thêu rất đẹp luôn nhá. 150 nhá, 150 áo cú nhá. Áo cú 150 này. Bạn nào thích mẫu nào comment cho mình nhá, áo đen cú nhá, kèm số điện thoại để mình thấy chốt nhá, chốt màu nhá. Dior này, Dior có hai màu đen trắng nhá. Yêu hai màu đen trắng. Đúng rồi, tiếp tục chia sẻ đi vào quà nha. Cái gì? Của đàn ông hay đàn bà vậy chị ạ? À? Mình bán áo con gái nhá, áo của con gái nhá. Bạn nào mà không mua cho mình thì mua cho người thân, cho người yêu nhá. Yêu nhỉ, Yêu hai màu trắng đen nhá. Yêu hai màu trắng đen nhá, tình yêu nhá. Hai màu trắng đen ạ. Hai màu trắng trắng đen nhá. Giá đang bán là 210k, em xả có 140 nhá. Em xả 140 nhá. 140 nhá, vải cực đẹp luôn, vải rất là mềm mại và đẹp luôn. Bạn nào lấy mẫu nào comment cho mình thấy, nói cho mình thấy nhá. Đây ạ, một chiếc áo lá cờ, không biết cái này còn màu trắng không nhỉ? Anh ra xem còn màu trắng. Một chiếc áo lá cờ nhá. Áo lá cờ 100 à, đang bán là 150 nhá, xả còn 100k nhá. 100k áo lá cờ nhá. Hi, chào Nguyễn Liễu nhá. Giờ mới học bài xong rồi em ơi. Áo đang mặc ạ, à, áo đang mặc 180 nhá. Áo đang mặc 180 giờ xả xuống còn 140.000 nhá. Áo đang mặc có hai màu trắng và đen ạ. Hai màu trắng đen nhá, cái tình yêu nhá. Lá cờ hết màu trắng. Ở trên cùng ấy, ở trên cùng sao còn trắng không? Lá cờ còn chiếc một chiếc duy nhất màu đen luôn ạ, một chiếc duy nhất màu đen nhá. Còn một chiếc duy nhất màu đen, em xả nốt còn 100k xả nốt nhá. 100k. Sắp thi rồi đúng không? Cố gắng thi đi nhá, cố gắng thi tốt lên nhá, Liễu nhá. Đấy nhá, lấy mã nào comment cho em thấy nhá. Comment cho em thấy nhá. Đấy. Đây Dior đen này, Dior màu đen này rất là đẹp. Dior màu đen rất là đẹp luôn. Dior này là may trực tiếp luôn nha, may trực tiếp vào luôn. Chào Hồng Thắm nha. Chào Hồng Thắm em nha. 201 nha, xả xuống còn 140 nha. 140 mẫu này nha, đang bán ở shop là 201 nha. Còn 140k nha.
Chào Thúy Trần nhá. Đây cô gái còn một chiếc này. Còn một chiếc cô gái luôn này, xả nốt này. Còn một chiếc cô gái xả nốt nha. Chiếc cô gái xả nốt nha. Xả nốt 140k luôn này. 140k nha, vải cực đẹp luôn. Đang bán 180 đấy ạ, xả còn 140 nhá. Mẫu này đang bán 180, xả 140 nhá. Đấy, vải này là may trực tiếp luôn nhá. Đây là vải nhá, không phải là hàng gọi là hàng in đâu nhá. Không phải hàng in đâu nhá. Chào Ruby Huyền nhá, chào Ruby Huyền nhá. Đấy. Các tình yêu là thích mẫu nào ạ? Thích mẫu nào comment cho em thấy nhá. Comment cho em thấy màu kèm số điện thoại nhá. Áo cú có màu nào nữa em? Áo cú có màu trắng nữa chị ạ. Áo cú có màu trắng ạ. Áo cú có màu trắng nhá. Em sẽ mặc áo cú cho chị thấy nhá. Áo cú mặc lên rất là xinh luôn đấy. Rất là xinh luôn. Áo cú có hai màu trắng đen nhá. Hai màu trắng đen nhá. Còn mỗi thứ mỗi màu còn một chiếc. Tình yêu nhanh chóng nhá, hôm nay em xả hôm duy nhất của hôm cuối cùng luôn đấy. Hôm nay em xả nhá. Hôm nay xả rất là nhiều mẫu luôn. Đây cú đấy, có màu trắng luôn. Có màu trắng luôn. Đây màu trắng đây chị ơi, vải đẹp lắm. Vải này đẹp lắm nhá. Vải này đẹp lắm nhá. Hồi nãy em vừa báo giá này bao nhiêu nhỉ? 200k, shop đang bán 200k. Đang bán 200k nhá. Xả nhá. Xả còn 150k nhá. Xả 150 mẫu này nhá. Có hai màu trắng đen nhá. Chị Ngọc Anh Nguyên ơi, lấy đi mẫu này đẹp lắm này. Có hai cái ở tay, hai cái sườn ở tay này rất là năng động, rất là đẹp luôn. Hai màu trắng đen nhá. Vải rất là xinh, vải rất là đẹp luôn. Co giãn thoải mái, cực kỳ đẹp luôn. Đây, ướm mọi người đã thấy đẹp rồi, không cần mặc luôn. Đấy, ướm vào đã thấy đẹp rồi nhá. Chào Hà bé nhá. Chào chị Siêm à. Chị 55kg vừa không? 55kg vừa nhá chị nhá. Áo này co giãn thoải mái luôn. 55kg vừa nhá, đây này. Thoải mái cực kỳ luôn. Em cũng 50-51kg rồi. Thoải mái vừa nhá chị nhá, đây này. Co giãn thoải mái luôn. 55kg đổ xuống vừa nhá. Có hai màu trắng đen ạ. Đang bán 200k nhá, xả có 150 nhá. Hai màu ạ, mỗi chiếc còn một màu nhá. Mỗi chiếc còn một màu nhá. Tình yêu nào nhanh tay tình yêu đó được nhá. Cú này là theo nhá, cú theo luôn này. Cú theo luôn này, đấy. Cú theo trực tiếp vào áo luôn nhá. Rất là đẹp, rất là óng ánh luôn. Rất là đẹp luôn này này. Đấy, các tình em nhìn thấy rõ chất hàng chưa, chất vải chưa. Có tông, có giãn luôn nhá, thoải mái luôn nhá. Giặt máy, giặt miếc quay thoải mái luôn. Đấy, thấy chưa. Cú nhà em hơi bị đẹp luôn. Không phải là cú mèo xấu xí đấy nhá. Cú này là cú xinh đấy. Cú này gọi là cú xinh đẹp. Đấy. Còn hai màu trắng đen nhá. Rồi, chốt cho chị Ngọc Anh Nguyên một màu trắng nhá. Em nhớ mãi khăn màu tím của chị. Vẫn còn chiếc khăn màu tím của chị. Ok. Một cho em số điện thoại nhá. Màu trắng này chủ chị Ngọc Anh Nguyên, em còn một đen nhá. Hết đen, hết trắng ạ, còn một đen ạ. Hết trắng nhá, còn một đen nhá. Còn một cú đen ạ, bạn nào thích cú đen không ạ? Bạn nào thích cú đen không ạ? Tình yêu nào thích cú đen không, mặc lên cũng rất là tôn da, rất đẹp luôn. Tôn da rất đẹp luôn. Chị à, Ngọc Anh cho em số điện thoại, anh lấy cho em cái bút lông. Cho em số điện thoại nhá. Ở ngoài bàn ạ. Hỏi Ánh mai đi làm ngày hay làm đêm? Chị mai làm ngày làm đêm ạ, lúc nào lấy hàng ạ? Lúc nào lấy và cầm. Đây còn một con đại bàng nhá, còn một con đại bàng cũng 150 luôn, xả nốt. 200k bán ở shop, bây giờ còn 150k nhá, hàng đẹp nhá. Hàng đẹp nhá. Có con bò ống vẩy nào không? Không có, không có bò ống vẩy ạ. Hiện tại mình hết bò ống vẩy rồi nhá. Cho xem màu đen đi. Màu đen đây rất đẹp luôn. Bạn túi vàng đâu hết rồi bạn? Túi vàng đây. Bạn gì nhỉ? Nắng Bùi còn một con màu đen luôn, còn một con cú màu đen duy nhất thôi. Còn một con cú màu đen duy nhất thôi. 150 nhá, vải cực đẹp luôn. 150 này, nhìn cái chất vải co giãn này. Co giãn gọi là nó không bị nhão vải mà nó rất là thoải mái, mặc lên rất là xinh luôn. Rồi, làm ngay, tối mai lấy. Ok. 150 nhá, còn một con đen cú đen thôi ạ. Còn một cú đen, bạn nào múc nốt một con cú đen này đi. 150 nhá, còn một cú đen và một con bàng đại bàng nhá.
còn một con cú đen và một con đại bàng nhá. Nhanh chóng em xả trong live ngày hôm nay nhá, nhanh chóng xả trong ngày hôm nay ạ. Nhanh chóng xả rất là nhiều mẫu phong cho ngày hôm nay nhá. Đấy, còn một con đại bàng nữa này. Đấy. Một con cú đen và một con đại bàng. Tình yêu nào lấy xúc nốt nhanh chóng nhanh chóng. Em mặc lên cho tình yêu xem nhá. Đâu áo cổ ánh đâu. Đây. Màu đen này, anh sơ sơ kia vào giữa màn hình đấy. Đây nhá, màu đen đấy nhá. Màu đen đấy nhá. Lấy hai cái giảm giá không em? Lấy hai cái em lấy còn 140. À lấy hai cái 130.000 đi. Lấy hai cái 130.000 nhá. Lấy hai cái 130.000 đây. 260. Đấy, rất đẹp luôn này, nhìn này. Rất là óng ánh, rất là đẹp luôn, con này thêu trực tiếp luôn đấy, rất là đẹp luôn đấy. Tôn da rất là đẹp nhá. Còn một con màu đen ai lấy nốt ạ? À? Ai lấy nốt màu đen comment cho em thấy nhá. Còn một con màu đen nhá, đây này, tay này. Đấy, tay vải may này, rất là năng động, rất đẹp luôn. Đang bán 200k nhá, bạn nào lấy hai chiếc còn 130 lấy một chiếc còn 150. Lấy hai chiếc 130, lấy một chiếc là 150. À, thông báo ơi, không lên được mốc nên không tặng được nha. Thứ năm lại like tiếp nha. Thứ năm like và kết bạn với chị và bật chế độ xem trước nha. Khi mà chị like là nhào rô luôn, chơi mini game luôn nha. À, rồi ok, cho chị cái Dio màu đen nữa nha. Dio màu đen cho chị Ngọc Anh Nguyên nha. Dio màu đen mặc lên quá là đẹp luôn đấy. Dio này may trực tiếp luôn. Hết màu đen Dio nhá. Tại vì còn ít em xả nốt. Còn ít cái nào còn ít màu em xả nốt. Kia túi kia kia. Nhanh chóng nào, nhanh chóng nào. Còn một con cú đen nhá. Còn một con cú đen bạn nào lấy nốt ạ. Cú đen đang mặc nhá. 150 nhá. Đang bán 200 xả 150 nhá. Ai lấy 2 chiếc thì còn 130.000 một chiếc thôi. Áo nào cũng thế, áo nào cũng vậy. Còn một con cú đen và một con đại bàng nhá. Còn một cú đen và một đại bàng bạn nào lấy không ạ? Một cú đen, một đại bàng ạ. Tay giống nhau nhá, chỉ khác màu thêu thôi. Rồi ok, cảm ơn thông báo nhá. Thứ năm vào lại nhá. Dừng mini game rồi nhá. Áo bao nhiêu vậy Mai Nguyễn ơi? Áo này đang bán 200 xả còn 150 nhá. Lấy hai cái trở lên thì còn 130 một chiếc nhá. Lấy hai cái còn 130 một chiếc này, rất là đẹp luôn. Đấy. Thêu trực tiếp luôn mà nó cái này rất là mềm không nhặm đâu. Rất là mềm, rất là đẹp luôn. Lấy hai chiếc một lúc thì còn 130 nhá. Lấy hai chiếc một lúc còn 130 nhá. Lấy một chiếc thì còn là 150. Anh ghi giá cho chị Ngọc Anh chưa? Có nhiều mẫu màu trắng nữa nhá. Mẫu này ạ. Mẫu này 200 còn 150 này. 200 còn 150 nhá. Có bút lông này. 200 còn 150 mẫu này em mặt người đấy nhá. 260 đúng không? Còn 150 nhá, còn một em duy nhất ạ. Còn một em duy nhất mặt người nhá. Chào Victoria Tường Vân nhá chị nhá. Mẫu này xả nốt nhá, mẫu này xả nốt còn một chiếc nhá. Bạn nào lấy mẫu này không ạ? Lấy mẫu này comment cho Hằng nhá, comment cho Hằng thấy nhá. Có áo táo không? Oppo ý. Không có áo táo Oppo nhá, chỉ có áo cờ Mỹ thôi. Áo cờ Mỹ thôi. Có rất là nhiều mẫu áo nhưng mà không có áo táo Oppo. Hải băng. Đây xem còn con nào này. Còn có một còn một em Dio trắng ạ. Bạn nào lấy được Dio trắng không ạ? Kỳ Phụng ạ. Chị ơi đắt cũng phải xem chất vải như thế nào ạ. Áo như nào, vải như nào thì hãy nói là đắt chị nhá. Áo 50k nhà em có. Áo 50k chị cũng có, nhà em cũng có. Nhưng mà vải xấu hơn rất là nhiều nha chị nhá. Vải xấu hơn rất là nhiều nha. Chị em hãy cài chế độ xem trước hàng nha. Thứ 3, thứ 5, thứ 7 hàng like nhá. Thứ 5 sẽ có chương trình mua 1 tặng 1 nhá. Em lên lịch sẵn rồi. Thứ 5 sẽ có chương trình mua 1 tặng 1 luôn. Dio trắng còn một em nhá. Vải rất là đẹp luôn. Đấy. Vải rất là đẹp luôn. Nhìn cái mông quen quen. Quen không? Mẫu mèo theo này
còn nhà em còn một chiếc xả nốt này. Mẫu mèo theo còn một chiếc xả nốt này, một chiếc màu xanh xả nốt này. Đấy. Còn một chiếc màu xanh mèo theo xả nốt nhá. Mèo theo xả nốt nhá, mẫu này đang bán ạ. Mẫu này đang bán 180k nhá, xả xuống còn 130 nhá. Thì phùng cái đen bao nhiêu, cái đen nào? Cái đen đang mặc này ạ, cái đen đang mặc 150 nhá, 200 nhá, xả xuống còn 150 nhá. Lấy 2 chiếc trở lên thì còn 130 thôi ạ. Lấy 2 chiếc 130 nhá. Lấy 2 chiếc 130 nhá. Tiền nào của đấy chị ạ, tiền nào của đấy. Em phát bạn nào mà lấy hàng ấy thì comment cho em màu kèm số điện thoại. Em gửi hàng và em không có đồng kiểm hàng, có nghĩa là không ship thử nhá. Em ship hàng cho cái tình yêu lấy hàng chứ không có, không có ship hàng cho cái tình yêu xem rồi không lấy, em không ship đâu ạ. Còn một con này ạ, bạn nào lấy mẫu này không ạ? Còn một con này rất là đẹp luôn. Thôi tào lao bí đao quá đi. Tào lao bí đao quá, chả quen biết ai cả. Đây nhá, điêu trắng còn một em này. Xả nốt này, điêu trắng còn một em xả nốt 150 này, lấy 2 mẫu thì 130 này. Con mèo theo màu xanh này ạ, dáng suông nhá, xẻ nhá, dáng suông xẻ này. Dáng suông xẻ này còn 150 nhá. 150 giờ xả nốt nhá. Mặt người còn một em này, mặt người còn một em nhá. Mặt người còn một em nhá, xả nốt 150 nhá. Đang bán 200k đấy ạ, xả. Đang bán 200k, xả còn 150 nhá. Đây ạ, Gucci nhá, Gucci trắng nhá. Gucci trắng là một mẫu Gucci trắng nhá, Gucci trắng xả nốt này, còn một em Gucci trắng thôi. Còn một chiếc Gucci trắng cuối cùng nhá. Đấy, một chiếc Gucci trắng cuối cùng 160 nha. 160 Gucci trắng nha. 201 rồi còn 160 nha. 201 còn 160 nha. Tình yêu nào lấy nào. Tình yêu nào lấy comment cho em thấy nha. Bạn nào lấy Gucci trắng ạ? Còn một chiếc Gucci trắng cuối cùng thôi. Còn một chiếc Gucci trắng cuối cùng nha. Gucci trắng. K nha, còn 160 nha. Bạn nào lấy trong live này hàng sẽ còn 140 thôi. Thằng nào mà cậu. Bạn nào lấy trong live còn 140 nhá. Không ship đồng kiểm nhá. Ship để nhận hàng, không ship đồng kiểm, không xem hàng nha các bạn nhá. Hàng đẹp luôn rồi. Vớ vẩn, người ta chồng con rồi rủ đi chơi bời gì. Anh ấy thiên. Không nhìn thấy chồng em vừa nãy đấy à? Anh nhầm ai với đấy? Ai rồi? Áo cú nhá, áo cú 150 nhá, lấy 2 chiếc còn 130 nhá. Nào. Gucci trắng đẹp luôn, vải đẹp lắm nhá. Vải cực đẹp luôn này, co giãn cực đẹp luôn, vải rất là mềm mại và đẹp luôn. Đấy, sờ vải là biết luôn, chất đẹp luôn. Bạn nào mua trong live còn 140 nhá, đang bán giá 201 nha. Mua trong live còn 140 nhá, tình yêu nhá. Nhanh chóng, còn một em duy nhất bạn nào lấy không ạ? Còn một em duy nhất bạn nào lấy. Đây nha, mẫu này mặc lên cũng rất là đẹp luôn này. Con đại bàng này rất là đẹp luôn nha. Đại bàng rất đẹp luôn. Còn một chiếc luôn. Cũng xả nốt chiếc này luôn nha, 150 xả nốt nha. Giải đẹp. Bạn nào lấy phông cô gái không ạ? Có tình yêu nào lấy phông cô gái không? Chào gì đây bạn, cái bạn gì nick hơi khó đọc một chút. Phông cô gái nhá. Phông cô gái rất là đẹp luôn này. Phông cô gái còn một chiếc luôn. Còn một chiếc duy nhất phông cô gái này nha. Mặc lên rất là đẹp luôn. Xả nốt nha. Xả nốt phông cô gái nha. Đang bán 200k đấy ạ.
đang bán 200k nhá. Xả xuống còn 140.000 nhá. 140 nhá. Đấy, hôm nay còn ít hàng thôi. Còn ít thôi, các tình yêu nào múc nốt trong live hôm nay không? Live hôm nay em xả nốt trong live hôm nay thôi nhá. Ngày thứ 5 sẽ có chương trình mua 1 tặng 1 nhá. Ngày thứ 5 sẽ có chương trình mua 1 tặng 1 cho các tình yêu nhá. Mua 1 tặng 1 và cũng chơi mini game nhá. Mua 1 tặng 1 đấy ạ. Bạn nào hãy comment, hãy kết bạn với Hằng và ấn theo dõi nick Nguyễn Hằng nhá. Hằng sẽ live stream vào thứ 3, thứ 5, thứ 7. Có lịch live luôn ạ. 3, thứ 5, thứ 7 tối nhá, buổi tối nhá. 140 nhá. Tình yêu nào lấy không ạ? Màu đen nhá, còn một chiếc. Còn một chiếc màu đen. Hôm nay like yếu nhỉ? Nghỉ like thôi nhá. Hôm nay tặng được một suất quà cho Linh Lém Lỉnh. Linh Lém Lỉnh inbox cho mình, biết là inbox cho mình địa chỉ số điện thoại cho để mình gửi quà nhá. Thứ năm chúng ta tiếp tục chơi game và tiếp tục chương trình mua 1 tặng 1 nha tình yêu nhá. Hãy kết bạn và theo dõi nick của em để đón nhận các cái phần quà mini game của em nhá. Em dừng like nhá tình yêu nhá. Dừng like nhá. Ít người xem mà em dừng like đây. Bye bye. Em sẽ tích cực tặng quà mini game để làm quen với mọi người. Ok không?